Và gỗ trắc là một trong những loại gỗ mà người ta gọi là những loại gỗ cao cấp. Thì nó có gỗ trắc đỏ nè, rồi trắc sao nè, rồi trắc vàng nè, trắc hồng, trắc tím, trắc nâu, cà phê sữa, đá, trắc cappuccino rồi. Xin chào tất cả mọi người, lại là Đia đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đia Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ. Tà ra. Và một ngày hôm nay là một trong linh tinh chuyện tâm linh. Thì nói chung là Đia cũng hiếm khi làm một cái ván, một gọi là một cái nghi thức thanh tẩy, một cái nghi thức witchcraft gì đó. Mặc dù là từ trước đến nay là Đia cũng đã từng có rất là nhiều những cái clip nói về phù thủy, nói về witchcraft, nói về những cái năng lượng, những cái sóng rung, những cái sóng sao động của cuộc sống này, những cái sự xôn xao lung linh tình mẹ tình cha đó, nói chung là như vậy. Nhưng mà chưa bao giờ Đi ngồi thực hành cho các bạn nhìn xem hết. Thì ngày hôm nay Đi sẽ thực hành cho các bạn thấy một cái nghi thức healing. Healing là cái gì? Healing người ta còn gọi đó là, thấy cái tiếng Việt mình có nghĩa là chữa lành. Hoặc có nghĩa là cái nghi thức này nó sẽ giúp cho bạn nạp lại cái năng lượng của một cái thứ gì đó. Hoặc là đôi khi đó chính là năng lượng của chính bản thân bạn. Nghe cái nghi thức thì nghe nó hơi ghê, nghe nó hơi tà thuật. Nhưng mà nôm na, cái nghi thức này sẽ khiến cho bạn tĩnh lặng lại là một nè. Hai là khi mà bạn sử dụng những cái thảo dược ở đây á, thì những cái mùi hương của nó cũng sẽ khiến cho bạn dễ lạc vào, gọi là dễ đưa bạn vào cái trạng thái, gọi là trạng thái thiền định. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay Đi sẽ sử dụng một cái bộ bài tarot mà Đi cũng đã từng review rồi. Cho bạn nào chưa xem cái bộ bài này, đó là bộ bài Mermaid Tarot đây. Thì Đi đã từng nói cho một cái clip rồi, thì Đi cũng sẽ đính luôn cái clip nó nằm ở đây nha. Đó, bộ Mermaid Tarot. Thì trong cái bộ Mermaid Tarot này, như Đi có nói là ở gần cuối trang á, nó có một số cái curse. Cái curse tức là những cái câu chú. Nghe cái câu chú thì nghe mọi người sẽ nói là ồ tại sao nó mê tín vậy, tại sao mà nghe nó ma quỷ quá. Thì Đi cũng sẽ giải thích luôn. Thì trong một số cái nền văn hóa và thực sự là trong cái thời hiện đại bây giờ nữa, người ta hay có những cái câu như là tôn chỉ nè, gọi là slogan nè. Lý do tại sao các bạn phải đặt slogan cho thương hiệu, lý do tại sao các bạn phải có tôn chỉ cho một cái điều gì đó, đơn giản cái đó gọi là sức mạnh của ngôn ngữ. Khi các bạn đưa một cái sức mạnh hoặc đưa một cái tâm ý của bạn vào ngôn ngữ thì nó giống như việc bạn đang đọc một cái loại thần chú vậy. Thì ở trong cái lá trong cái cuốn Mermaid Tarot này, ở phía sau cuốn này nó có 3 chương nói về một cái là healing curse, một cái là money và một cái là love, tức là một cái là về chữa lành, một cái về tiền bạc, một cái về tình yêu. Thì ngày hôm nay Đi sẽ thực hiện cái nghi thức chữa lành. Rồi ok, trong cái bài ngày hôm nay thì Đi sẽ giới thiệu sơ qua chúng ta sẽ cần có những gì ha. Đầu tiên, cái quan trọng, một trong những cái thứ mà Đi không bao giờ thiếu được, đó chính là cái cây Celestine. Cái này là một cái loại tinh thể đá. Cái tinh thể đá này mặc dù là bạn, nếu mà bạn nhìn gần nó hay bị chày xước, nó rất là hay bị chày xước. Thì do là cái tinh thể đá này á, về cái độ cứng á, thì nó không có cứng, nó khá là yếu. Nhưng về cái khả năng thanh tẩy và làm sạch của nó thì wow, Đi phải nói gọi là nó thuộc hàng thượng đẳng, nó thuộc hàng gọi là top đầu luôn á. Nó là loại đá có thể thanh. Ok, quay lại rồi đây. Tự nhiên đang quay cái có một cái bạn kia, bạn gọi cho Đi làm nó bị gián đoạn. Ok, đầu tiên thì Đi cũng sẽ giới thiệu lại. Đầu tiên đó, mình phải có cái cây Celestine này, một cái loại đá có thể thanh tẩy những cái loại đá còn lại. Và người ta thường sẽ điêu khắc nó thành hình một cái gậy này. Tại sao cái chóp nhọn ở đây nó phải có cái chóp nhọn? Đơn giản là nó là sử dụng cho cái việc là nó sẽ thu và tỏa ra những cái năng lượng cho những cái viên đá ở đây. Tiếp theo thì trên cái bàn này các bạn nhìn thấy còn có gì nữa? Nến. Nến sẽ đại diện cho nguyên tố lửa. Cái tiếp theo Đi có đó chính là một cái lọ nước. Cái lọ nước này trong đây người ta gọi, ở trong các cái thuật witchcraft người ta gọi là moon water, hay nếu mà dịch ra tiếng Việt là nước mặt trăng. Thì nước mặt trăng làm sao để bạn có được cái này? Là bạn sẽ sử dụng những cái loại nước sạch nhất, suối nè, hoặc là những cái loại nước thánh. Sau đó vào những cái đêm trăng tròn các bạn sẽ đem phơi dưới cái mặt trăng đó để nó nạp lấy cái năng lượng mặt trăng. Một số các bạn mà theo cái huyền học phương đông á thì các bạn sẽ cảm thấy là ồ, cái năng lượng mặt trăng không phải là một cái năng lượng quá tốt, mà thường người ta sẽ sử dụng năng lượng mặt trời. Nhưng đối với phương Tây, mặt trăng nó đại diện cho cái năng lượng đỉnh cao của tâm linh. Mặt trăng là đại diện cho tâm linh nha. Tiếp, bên cạnh đó thì Đi có cái gì nữa Đầu tiên Đi có một cái đồ để Đi sẽ đựng tất cả những cái herb, tức là những cái thảo dược của Đi ở đây. Ở đây Đi có lá xô. Đây là một bó xô thơm, Đi cũng xài gần như là gần hết rồi. Tiếp, ở đây Đi có lá của cây seda, tức là cây tuyết tùng. Lá cây tuyết tùng. Và ở đây gỗ trắc xanh. Nhớ là trắc xanh mới được nha. Bởi vì trên thị trường thì có rất là nhiều những cái loại gỗ trắc. Và gỗ trắc là một trong những cái loại gỗ mà người ta gọi là những loại gỗ cao cấp. Thì nó có gỗ trắc đỏ nè, rồi trắc sao nè, rồi trắc vàng nè, trắc hồng, trắc tím, trắc nâu, cà phê sữa, đá, trắc cappuccino rồi đó. Nói chung là tôi nói vậy đó. Nên các bạn cần phải biết là nó là một cái loại gỗ trắc xanh. Thì để mua những cái này thì Đi cũng sẽ để một cái đường link, đó là Đi mua ở Mystic Tarot. Thì Đi sẽ để đường link ở phía dưới phần description luôn.
Ok, quay lại với ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục nhìn thêm trên bàn của Đi có cái gì nữa. Ở đây Đi có một cái shield. Ở đây thì Đi sẽ sử dụng cái này thay cho cái Bentat. Thì thường trên một cái bàn phép người ta sẽ phải có đầy đủ 5 nguyên tố là lửa, 4 nguyên tố là lửa, đất, khí và nước. Thì một hồi Đi sẽ đốt cái này lên thì nó là khí. Nước thì nằm ở trong đây rồi, lửa thì nằm ở đây ạ. Và còn đất thì một là các bạn có thể tượng trưng đất là bằng những cái viên đá, hai là bằng cái loại gỗ ở dưới đây, một cái mặt gỗ dưới đây. Thì thường người ta sẽ làm một cái mặt gỗ Bentaram, hay còn gọi là cái mặt gỗ hình ảnh của ngôi sao năm cánh. Tiếp theo đó chính là một vài cái viên đá. Đi sẽ sử dụng một cái viên đá gọi là một cái viên đá làm chủ chính năng lượng trong ngày hôm nay, đó chính là cái viên đây là viên opal, một cái viên đá opal. Đây, một viên đá opal. Nếu mà mình soi với cái ánh đèn này mình sẽ thấy là opal này nó đang phát sáng là một ánh đỏ. Mọi người nhìn thấy là nó ánh đỏ. Ở đây thì các bạn rất là khó thấy đó, nhưng mà ở trên ở ngoài Đi thì Đi đang nhìn thấy là nó đang có một cái ánh đỏ. Viên đá opal Đi sẽ để nó ngay trung tâm. Bên cạnh đó Đi sẽ chọn 7 viên đá khác nhau tượng trưng cho 7 luân xa và đi theo từng 7 màu. Đầu tiên luân xa nguồn với viên đá màu đỏ, luân xa xương cục với viên đá màu cam, luân xa năng lượng solar chakra với viên đá màu vàng, luân xa tim viên đá màu xanh lá, luân xa cuốn họng viên đá màu xanh da trời, luân xa con mắt thứ ba là màu xanh dương đậm, và cuối cùng là luân xa màu tím, luân xa cái gì crown chakra, crown là cái gì ta, vương miện, à luân xa vương miện. Bên cạnh đó thì do là cái bộ đá rune này lâu lâu thì Đi vẫn hay xài á, cho nên là Đi cũng muốn là ngồi thanh tẩy cho ngày hôm nay luôn, cho nên là Đi cũng đã xếp nó xung quanh đây. Trong cái nghi thức của ngày hôm nay thì là cái cuốn Mermel Tarot này á, nó có hướng dẫn cho các bạn là bạn cần phải có những thứ gì. Đầu tiên các bạn có thể dở những cái trang cuối cùng ở cái phần chapter Mermel Magic and Spear. Ok không? Spear là ván trải. Thì ở đây chúng ta có cái ván trải đầu có cái magic đầu tiên đó là Spell for Healing. Thì ở đây nó nói nè, bạn cần có những cái lá bài sau đây. Đầu tiên là Four of Swords, lá bốn kiếm, lá Temperance, lá Ace of Cups, lá một cấp. Và bạn cần một cái candle, tức là một cái candle là cái gì ta, tự nhiên muốn nói tới bằng tiếng Việt. Nó là cái trời, tự nhiên tôi quên tiếng Việt, tôi quên tiếng mẹ đẻ là sao vậy? Candle, nó là cây đèn cây. Ừ đúng rồi, cây đèn cây. Bạn cần một cái cây đèn cây. Và bên cạnh đó thì nó nói bạn cần cái gì nữa? A crystal là một vài cái viên đá, viên tinh thể. Nói chung là bất kỳ một cái viên đá mà bạn muốn. Nhưng ở đây thì Đi ngựa hơn, Đi điệu đà hơn. Đi cho bạn nguyên một cái bàn tròn như thế này luôn. Đó. Và bên cạnh đó thì bạn nên giữ cái không gian nó yên tĩnh và bạn có thể thanh tẩy cái không gian đó. Đây nè, hãy kiếm một cái không gian yên tĩnh, thì đây là đang ở trong phòng của Đi và trời bên ngoài cũng đang khá là yên tĩnh. Trời sắp chiều rồi và mọi thứ đang rất là trầm xuống. Bên cạnh đó thì người ta sau khi mà mình im lặng và mình thanh tẩy, mình làm những nghi thức như là một hồi Đi sẽ làm thanh tẩy đốt khói này ở kia, nhưng mà hồi Đi sẽ làm thì mình sẽ đọc cái curse nó nằm ở đây. Thì cái curse này bằng tiếng Anh thì Đi cũng sẽ gõ cái curse này ra cho mọi người sẵn. Ok, cái curse được chưa? Rồi bây giờ thì Đi xin bắt đầu vào ván trải ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ để tĩnh tâm lại, mình sẽ tĩnh tâm lại một chút. Đi sẽ đốt cái cây gỗ trắc, tại vì Đi cảm thấy là cái mùi gỗ trắc nó thoải mái đối với Đi nhất. Ok, mình đốt, mình nên để cho cái cây gỗ trắc nó cháy đỏ một chút xíu. Nó cháy mà nó phải bén lửa, như vậy là không đạt chuẩn nè. Mình phải để cho cái gỗ trắc nó bén lửa. Nó bén lửa. Đây, nó bén lửa như vậy là đúng. Sau đó bạn, ok chưa? Sau đó bạn đi một vòng như thế này. Bạn đi vòng tròn xung quanh những cái mà bạn muốn thanh tẩy. Bạn hãy thanh tẩy không gian xung quanh đây luôn. Đó. Thanh tẩy những viên đá, thanh tẩy tất cả những cái này. Thường thì người ta sẽ có một cái chu trình đó là 7 vòng. Đó là thanh tẩy không gian. Rồi, sau đó bạn nếu mà bạn có những cái lông á, những cái lông thường người ta là pháp sư người ta thường có sẽ có thêm những cái lông con chim ưng hay cái gì đó thì hoặc là lông công á, bạn sẽ lấy cái lông đó bạn hất cái khói này vào. Thì bây giờ Đi sẽ lấy một cái tay của Đi để tự hất cái khói vô bản mặt của Đi để Đi thanh tẩy cái nghiệp của Đi. Ok. Đó, thì Đi sẽ đốt nó lên thêm một lần nữa. Các bạn đốt đến khi nào bạn cảm thấy ok, bạn cảm thấy là cái mùi nó đã đủ bao phủ xung quanh cái căn phòng này rồi đó, nó đã đủ dễ chịu rồi đó. Ok. Tiếp theo sau đó Đi muốn cái mùi nó phải mạnh hơn và Đi sẽ sử dụng cái cleansing mạnh hơn. Đó là Đi sẽ sử dụng cái cây lá cedar hay còn gọi là cây tuyết tùng. Cây tuyết tùng. Thì cái này Đi cũng mua ở Mystic House. Thì Đi có để một cái link ở phía dưới cái phần description cho mọi người. Thì mọi người chỉ cần click vào cái link đó thôi. Ok. Cái này thì nó hơi khó bén cháy một chút xíu nên mọi người phải đợi một chút xíu.
Rồi, cái đặc tính của cây seda này á là nó cháy rất là mau, tức là nó cháy và nó tắt cũng rất là mau. Còn cái cây gỗ đó bắt đầu nó có khói rồi, mọi người thấy chưa? Rồi ok. Đó. Thì cái này mình cũng sẽ làm tương tự như thế này. Mình sẽ đi như thế này, tầm khoảng 7 vòng. 7 vòng là một con số ước lượng thôi mọi người, chứ thật ra là bạn muốn bao nhiêu vòng đó là quyền của bạn. Giờ đi có nói 7 vòng mà bạn quơ mọi hơn 7 vòng cũng vậy à. Ok. Rồi vừa có vẻ là đây là cái lần mà đi làm nghi thức healing mà nó ồn ào nhất luôn á, là thường là đi sẽ không nói chuyện, là đi muốn cho các bạn theo dõi được. Ok, rồi đi cũng sẽ để nó lạc lên trên đây. Và cuối cùng, riêng với cái lá gọi là cái lá cây xô thì đi nói luôn, nó cháy rất là bén lửa, cho nên là các bạn chỉ cần hơ một chút thôi, theo kiểu như thế này nè. Yeah, bạn chỉ cần hơ một chút vào cái đầu cái lá này thôi. Một cái bó này mà đi xài rất là lâu luôn á mọi người, thì bạn cảm thấy là nếu mà nó chưa đủ khói thì hơ thêm một xíu nữa, nhưng mà nhớ là ít thôi. À, nó chỉ nhỏ nhắn như thế này thôi là nó sẽ tự lan tỏa. Và cái mùi của cái cây gọi là cái cây lá cây xô này á, nó cũng rất là nặng, cho nên là đối với đi thì nó hơi nặng mùi, còn đối với ai mà cảm thấy là thích đó, trời đó. Bây giờ là mình sẽ tán cái khói này vô bản mặt của mình để cho mình đỡ nghiệp đó. Thường thì các bạn có cái lông cong hoặc lông con chim ưng á, thì các bạn có thể phủ nó một cách gọi là cái phủi phủi, nó nhìn nó điệu nghệ hơn, nhưng mà đi thì không cần mấy cái đó. Đi nó trơn quê hơn chút xíu các bạn à. Rồi tiếp thì các bạn sẽ sử dụng, cầm cái cây này, các bạn sẽ nắm giữ cái đầu ở cây này, sau đó các bạn đọc 3 lần chữ ôm. Chữ ôm là chữ O, chữ U, chữ M. Ôm là một cái ký tự âm ở trong thiền định của Phật giáo, nó thể hiện cho cái tiếng kêu của muôn loài, hay còn gọi nó đánh thức cái bản ngã bên trong của con người chúng ta. Cho nên trong cái ván trong cái vấn đề này, cho mình gọi là trong cái nghi thức này, chúng ta cần phải đánh thức được cái con người bên trong. Nên bây giờ đi sẽ xin được một vài phút im lặng đó. Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa rồi mọi người, đi sẽ bắt đầu đọc chữ ôm nha. Om. Om. Ok, sau khi 3 lần bạn đọc xong chữ ôm đó thì bạn thở nhẹ ra một chút xíu, bạn khống chế cái hơi thở của bạn. Hãy để cho tinh thần của mình nó mạch lạc một chút xíu. Tiếp theo sau đó bạn sẽ chọn ra. Ở đây thì đi đã chọn sẵn 3 lá bài. Đó là lá Temperance, lá Ace of Cups và lá Four of Swords, như những gì mà cái bộ bài này nó yêu cầu. Và bắt đầu đi sẽ lật ra cái trang mà có cái câu curse đó. Đây. Spell for healing. Ok. Và đi sẽ đốt thêm một chút xíu khói của cái này. Ok, đi sẽ đốt một chút xíu khói của cái này. Và bắt đầu đi đặt tay lên trên này. Mình đặt tay phải nhá. Ok, bây giờ mình đi sẽ bắt đầu đọc cái curse của nó. Temperance, please hear my call. For on my knees, I know phone. The sacred songs sing to me. And let the healing energy be overflowing like the Ace of Cups. I let it come. I will not block. Instill I shall lie in wait. With the four swords is my healing mate. Temperance, mix and spin your cups. And from the ace I show up, clinging in your essence divine. Restore my body and clear my mind. With the mermaid as I saw fine. Well-being, health, rib repair. With the wind and fire and water on, I release the spell I cast for this call. Bạn sẽ lặp lại cái quá trình này tầm khoảng 3 lần như vậy. Thì bây giờ để tiết kiệm thời gian thì đi sẽ tua nhanh cái khúc này nha. Ok, Dia đã quay lại rồi đây. Sau khi mà Dia đọc nó 3 lần xong rồi, sau khi các bạn đọc cái này 3 lần xong rồi thì các bạn sẽ làm thêm một lần nữa, đó là các bạn sẽ xông cái trầm cho nó. Bây giờ bạn cần nhiều khói hơn. Xông cái trầm cho nó. Bạn cần nhiều khói hơn. Wow. Wow, ở đây nó lỡ rớt lên trên cái lông của đi ở trên đây. Oh my gosh. Rồi, đổ tháo quá. Rồi, đi sẽ để nó nằm đây. Ok, sorry mọi người, là do hồi nãy đi bất cẩn nên đi đã làm rớt cái này xuống đây, giờ nó cháy một cái lọ kia chỗ này. Kỳ cục quá. Ok. Rồi. Thiệt ra trong cái lúc mà chúng ta cử hành thì chúng ta không được cười nói nhiều đến mức như vậy đâu. Nhưng mà do ngày hôm nay thì đi
thực hành cho các bạn thôi. Và đi vẫn sẽ muốn là nó một chút xíu mùi gỗ plantain, tức là mùi gỗ của cây trắc xanh. Mình đi sẽ đốt một chút xíu cái mùi gỗ này nữa để chúng ta sẽ thanh tẩy thật sự là chuyên sâu và healing đó. Các bạn có thể đọc nhiều hơn 3 lần, nhưng mà thường những cái con số đó là 3, 7 và 9. Rất là những con số đẹp, những con số, những cái tần sóng rung đẹp. Ok. Ok, ok. Đi sẽ để nó nằm ở đây. Và cuối cùng thì Đi sẽ sử dụng cái lọ mà Water Moon của Đi, của Đi. Thì trong cái Water Moon này á, Đi có bỏ thêm một chút xíu gọi là những cái charms của đá nè, nên lắc 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 mọi người nghe nghe âm thanh đúng không? Đó, những cái charm đá nè, rồi những cái thảo dược trong đó như là cây đinh hương, cây quế và cây hồi. Cho nên nước trong đây thì rất là thơm. Và Đi ngâm cái hũ này thì cũng đã hơn 2 năm rồi, 2 3 năm gì đó. Ok, và nói chung là một lần mình xài nó rất là ít. Các bạn sẽ, nếu mà bạn cái đầu pump á, lúc đầu thì ở đây nó có một cái đầu pump, nó dễ sử dụng hơn rất là nhiều, là Đi chỉ cần pump pump nó như thế này là nước nó sẽ tự bắn ra. Nhưng mà có cái là riết rồi cái đầu pump nó bị nghẹt mọi người à. Xong rồi bây giờ Đi phải sử dụng thế này đó, là mình lấy ra như thế này và mình sẽ rắc xung quanh. Rắc xung quanh nha, đó, mình sẽ rắc xung quanh. À, một lần như thế là được rồi. Chứ chúng ta không cần phải thấm đẫm tình dân tộc đâu nha mọi người. Đó, mình sẽ để đây. Ok. Như thế chúng ta có thể xem gần như là xong một cái ván trà, một cái nghi thức thanh tẩy. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu. Thường á thì người ta sẽ để một cái cây đèn cầy cao và để cho cái cây đèn cầy đó nó tự tắt. À thì ở đây Đi cũng sẽ có một cái đèn cầy và để cho cái cây đèn cầy tự tắt. Nhưng mà do là trong ngày hôm nay thì cái clip nó có giới hạn, nên Đi cũng không thể nào mà ngồi và nói quá nhiều hay là làm quá lâu cho các bạn được. Ở đây thì Đi cũng sẽ nói thêm. Vậy thì các bạn sẽ đặt ra một cái câu hỏi, vậy là có phải là cái ván này, cái cách làm này nó chỉ ứng dụng được với mỗi bộ bài Mermel không hay thôi? Thì xin thưa là không, không phải. Cái cách ứng dụng này nó hoàn toàn có thể ứng dụng cho tất cả những cái ván trải khác, cho những cái bộ bài khác. Và có nhất thiết đó phải là tiếng Anh hay không? Xin thưa là không luôn. Các bạn chỉ cần hiểu được cái ngôn từ trong đây đó là cái gì, và các bạn có thể chuyển ngữ thành tiếng Việt. Nhưng bởi vì cái ngôn ngữ gốc của cái bộ bài này là tiếng Anh, cho nên là Đi muốn tôn trọng tác giả, Đi muốn đọc tiếng Anh thôi nha. Chứ Đi biết nhiều khi mình đọc tiếng Anh nó cũng không thực sự là quá chuẩn. Như trong đây nè, nó dịch ra có nghĩa là những cái lá bài như Tamarind, hãy lắng nghe cái lời kêu cầu của mình và hãy chuyển hóa cái năng lượng này trở thành cái năng lượng tích cực. Bây giờ thì bên ngoài trời bắt đầu là mưa rồi, nên chắc hẳn là bên trong video á các bạn cũng sẽ nghe lách tách lách tách lách tách. Kệ nó ồn một chút xíu mà không sao, hơn miễn nghe tiếng của Đi là được rồi, đúng không? Rồi. Thế thì bây giờ Đi cũng sẽ xin kết thúc tại đây thôi, bởi vì cái clip này cũng đã đủ dài rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong Đi Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ tập tiếp theo. Bye bye. Nhớ là bấm đăng ký kênh nha chưa. Ok.